hàng năm cứ mỗi đợt xuân về và chúng tôi có một cái tổ chức một lợi tri ân khách hàng để cảm ơn tất cả những khách hàng đã đồng hành cùng chúng tôi suốt cả một năm trước đó. Trong năm vừa qua thì công ty cổ phần dược khoa đã phát triển cực kỳ mạnh mẽ. Đấy là nhờ vào sự tin tưởng, niềm tin của khách hàng, sự ủng hộ của toàn bộ khách hàng đối với các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Nhân dịp năm mới, chúng tôi cũng thay mặt công ty xin chân thành cảm ơn tất cả các sự giúp đỡ, hợp tác của tất cả các quý khách hàng và rất mong trong năm mới chúng ta sẽ có những hợp tác chặt chẽ hơn, phát để cùng nhau phát triển mạnh mẽ hơn. Và một năm mới sắp tới thì chúng tôi xin chúc tất cả các quý khách hàng một năm mới dồi dào sức khỏe, an khang, thịnh vượng và cùng nhau phát triển. Nhân dịp buổi gặp gỡ tri ân khách hàng thì cũng là cái dịp mà để ban lãnh đạo công ty cùng toàn thể cán bộ công nhân viên gửi lời tri ân tới khách hàng đã là đối tác của công ty trong suốt một năm qua. Và qua đây thì cũng là dịp để ban lãnh đạo với khách hàng cũng gặp nhau và nhìn lại cái kết quả của năm 2016 và có những cái định hướng cái phát triển mới trong năm 2017. Nhân dịp năm mới thì thay mặt nhân viên công ty thì chúng tôi cũng gửi lời cảm ơn tới ban lãnh đạo đã tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ công nhân viên có cơ hội để làm việc tốt và cảm ơn tới các khách hàng đã đồng hành cùng với công ty chúng tôi trong suốt năm qua. Xin chào, cảm ơn. Bạn ơi hãy đến quê hương chúng tôi, ngắm mặt biển xanh xa tít chân trời, nghe sóng vỗ dạt dào biển cả phút phi lao gió thổi trên bờ. Xin được thay mặt công ty cổ phần dược khoa xin được đồng nhiệt đón tất cả các quý vị khách quý cùng ban thể quý vị chúng ta đang có mặt tại đây trong buổi sáng ngày hôm nay để quý vị sẽ cùng với chúng tôi tham dự vào chương trình trên khách hàng của công ty cổ phần dược khoa. Một lần nữa xin đồng nhiệt đón tất cả quý vị. Kính thưa quý vị, lời trước tiên chúng ta sẽ cùng xin được thay mặt công ty xin gửi tới quý vị những lời cảm ơn trân trọng nhất bởi quý vị đã dành một khoảng thời gian quý báu trong dịp cuối tuần thế này để đến tham dự vào sự kiện của công ty chúng tôi. Và thưa quý vị, đây chính là những ngày vô cùng ý nghĩa trong một năm khi mà chúng ta đang được sống trong khoảnh khắc chuyển giao của năm cũ và năm mới. Và đây cũng chính là dịp để chúng ta thể hiện những tình cảm yêu thương của mình dành cho gia đình, cho những người ruột thịt và cho những người đồng nghiệp. Chính vì vậy mà công ty cổ phần dược khoa của chúng tôi đã chọn dịp này để tổ chức tiệc tri ân khách hàng năm nay với một mong muốn của chúng tôi muốn gửi tới quý vị, đó chính là những lời cảm ơn sự chia sâu sắc nhất để gửi tới tất cả những người bạn thân thiết, những người đã luôn đồng hành, ủng hộ và sát cánh cùng với công ty trong suốt quá trình một năm vừa qua. Và thưa quý vị, đây cũng chính là một dịp vô cùng ý nghĩa và đặc biệt khi mà chúng ta cùng nhau hội tụ tại đây ngày hôm nay để cùng nhìn lại những nỗ lực, những sự thành công và thành quả trong sự hợp tác của công ty với tất cả các người khách hàng, những đối tác. Và đặc biệt là chúng ta sẽ cùng hướng tới một năm mới, một chặng đường mới với nhiều hơn nữa những thành công rực rỡ. Và chúng tôi cũng rất hy vọng là thưa quý vị, trong buổi sáng ngày hôm nay, trong bữa tiệc tri ân này thì tất cả chúng ta sẽ xóa bỏ mọi khoảng cách để gần nhau hơn và cùng chia sẻ với nhau thật nhiều yêu thương cũng như là những lời chúc cho một năm mới thật nhiều thành công và dồi dào sức khỏe. Một lần nữa xin được đồng nhiệt và cảm ơn quý vị rất nhiều. Cảm ơn quý vị. Công ty cổ phần dược khoa tiền thân là công ty dược khoa được thành lập vào năm 2001 theo quyết định số 1633 QĐ-BIT của Bộ trưởng Bộ Y tế. Công ty là doanh nghiệp nhà nước thuộc trường Đại học Dược Hà Nội, trường đại học đầu ngành với vai trò đào tạo nhân lực dược cho ngành dược Việt Nam của chúng ta. Vào năm 2016, công ty dược khoa trường Đại học Dược Hà Nội tiến hành cổ phần hóa theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ. Và thưa quý vị, vào ngày 1 tháng 8 năm 2016,
công ty đã tổ chức thành công đại hội cổ đông lần thứ nhất, bầu được hội đồng quản trị, ban kiểm soát và chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty. Và ngay sau đây chúng ta hãy cùng dành những tràng pháo tay thật nồng nhiệt và chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Trường Giang, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần Dược Khoa sẽ lên sân khấu để có những lời chia sẻ đầu tiên gửi đến tất cả quý vị. Xin được trân trọng kính mời ông. Xin cảm ơn sự hiện diện của tất cả các quý khách hàng có mặt trong buổi lễ tri ân khách hàng của công ty cổ phần Dược Khoa ngày hôm nay. Thưa quý vị, sau một năm nữa là chúng ta đồng hành cùng với nhau thì công ty cổ phần Dược Khoa chúng tôi rất được có vinh dự được đón tiếp quý vị tại buổi lễ tri ân này để chúng ta có thể nhìn lại những thành công đã đạt được. Để công ty chúng tôi có thể cảm ơn sự tin tưởng và chia sẻ của tất cả các khách hàng là các cơ quan quản lý nhà nước, các công ty đối tác, các đại lý phân phối, các nhà thuốc và các cửa hàng, các cộng tác viên đối với các sản phẩm và dịch vụ của công ty Dược Khoa. Trong một năm qua, hệ thống đại lý nhà thuốc shop có sản phẩm của Dược Khoa đã chạy khắp các tỉnh miền Bắc, miền Trung phát triển mạnh mẽ ở thị trường Việt Nam. Số lượng điểm bán cho hệ thống của công ty Dược Khoa trực tiếp theo dõi đã tăng 30% so với năm 2015, cùng với tổng giá trị sản lượng tăng trưởng 70%. Các sản phẩm mới được triển khai trong 2016 cũng đạt được độ phủ xuất xỉ 100% trong hệ thống của công ty Dược Khoa. Về các dịch vụ khác, công ty Dược Khoa cũng đạt độ tăng trưởng gấp đôi năm 2015 về số lượng các tỉnh thành tổ chức lựa chọn chúng ta để chúng tôi là làm cái đơn vị thực hiện. Để đạt được những thành quả lớn lao đó, chúng tôi luôn tin hiểu rằng sự tin tưởng và giúp đỡ, chia sẻ với khách hàng là điều quan trọng nhất, là nền tảng vững chắc nhất. Chính vì vậy, công ty Dược Khoa cam kết sẽ luôn lắng nghe, đóng góp từ quý báu của các quý vị, cố gắng hoàn thiện mình, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu của khách hàng và đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp chăm sóc sức khỏe toàn dân và sự nghiệp phát triển ngành dược Việt Nam. Kính thưa quý vị, như quý vị đã biết là công ty cổ phần Dược Khoa mới được tái cơ cấu từ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dược Khoa chỉ đạo của Dược Hà Nội vào ngày 1 tháng 8 năm 2016 vừa qua. Và trải qua hơn 15 năm hình thành, phát triển, công ty Dược Khoa luôn lấy nền tảng và sự kết hợp chặt chẽ với đội ngũ các nhà khoa học của trường đại học Dược Hà Nội và phương châm khoa học vì sức khỏe trong mọi các hoạt động nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh và phục vụ của công ty. Cho đến nay thì dù mô hình đã chuyển sang công ty cổ phần nhưng mà chúng tôi vẫn giữ nền tảng và phương châm đó trong mọi hoạt động của mình. Với xu hướng hội nhập quốc tế về chất lượng dịch vụ và thị trường, công ty Dược Khoa đã đang và sẽ cập nhật các ứng dụng tiêu chuẩn mới trong sản xuất kinh doanh để luôn đảm bảo là một trong những đơn vị tiên phong về chất lượng và hội nhập trong ngành dược. Kính thưa quý vị, một lần nữa thay mặt cho toàn thể cán bộ công nhân viên công ty cổ phần Dược Khoa, tôi xin cảm ơn sự hợp tác giúp đỡ của các bạn hàng, các tổ chức quản lý, các tổ chức kinh tế từ trung ương đến địa phương đối với công ty chúng tôi. Với nền tảng là sự hợp tác sẵn có trong nhiều năm qua, tôi tin tưởng vững chắc vào sự thành công của chúng ta trong những năm tiếp theo và niềm hoan hỉ của chúng ta trong cái đợt tri ân của năm tới. Nhân dịp đầu năm 2017 và trước thềm năm Đinh Dậu, tôi xin kính chúc quý vị cùng toàn thể gia đình một năm mới dồi dào sức khỏe, thật nhiều niềm vui và sự thành công. Công ty Dược Khoa tôi xin chân thành cảm ơn. Sau đây để thể hiện cái sự cam kết, sự hội nhập của công ty cổ phần Dược Khoa với các cái phong trào quốc tế thì tôi xin kính mời là đại diện của một đơn vị hiệp tác thụy sĩ là lên có phát biểu ý kiến, là mời bà Nguyễn Thị Hoài Linh. Xin kính chào toàn thể các quý vị đại biểu, các vị khách quý và toàn thể quý vị đến tham dự hội nghị tri ân khách hàng của công ty Dược Khoa. Rất cảm ơn ban giám đốc công ty đã dành thời gian nhân sự hôm nay cho chúng tôi được đến đây để kể cho quý vị một những câu chuyện trong vòng rất ngắn thời gian tới. Như các quý vị đều biết là y dược cổ truyền là một phần rất là quan trọng trong cái nền y dược học Việt Nam và đất nước chúng ta cũng có một tài nguyên rất là phong phú cho y học cổ truyền, từ những cái tài nguyên tri thức cho đến các tài nguyên về cây co khoáng vật để có thể sử dụng làm thuốc, và riêng số lượng cây thuốc đã có hơn 4.000 loại có thể sử dụng làm cây thuốc, và với một tài nguyên rất là phong phú như vậy, thế nhưng hiện tại chúng ta mới chỉ sản xuất trong nước
được 20.000 tấn dược liệu, thì tương đương với 20% sự nhu cầu trong nước, và 80% còn lại chúng ta vẫn phải nhập khẩu. Và nhập khẩu ở đâu ạ? Từ Trung Quốc. Và điều đầu tiên quý vị nghĩ đến khi mà hàng đi đến hàng nhập khẩu từ Trung Quốc là gì ạ? Chất lượng thấp phải không ạ? Là bao giờ chính xác là như thế ạ? Hàng ngày hàng ngày chúng ta có rất nhiều cái dược liệu được nhập khẩu vào biên giới tới từ Trung Quốc, và rất nhiều trong số này không hề có cái hóa đơn chứng từ hay là bất kỳ một cái nguồn gốc giấy tờ nào chứng minh nguồn gốc xuất xứ cả. Và năm 2014, Bộ Y tế đã lấy mẫu dược liệu trên thị trường, và kết quả là 66% số dược liệu trên thị trường không đảm bảo chất lượng, tức là 2/3. Và nguy hiểm hơn, trong số đó có 20% là số dược liệu trộn cả rác, cát, xi măng, dược liệu giả. Các anh chị thử tưởng tượng đi ạ, nếu như mà chúng ta uống những cái dược liệu tấn thuốc đông y từ ngày vào người thì nó sẽ như thế nào? Và nếu như vậy thì giải pháp là đâu?
nhiều cái chương trình rồi, nhưng mà chương trình ngày hôm nay của công ty DK Pharma là một trong số rất ít chương trình mà cơ cấu giải thưởng lại nhiều như thế này. Nên là sẽ cùng chia sẻ luôn, sẽ có rất nhiều cơ hội may mắn để giúp quý vị xin về nhà ở trong đầu năm, mang lại sự may mắn cho cả năm của quý vị. Và bây giờ quý vị, đầu tiên chúng ta sẽ cùng đến với phần bốc thăm may mắn Lộc Xuân 2017. Với cơ cấu giải thưởng sẽ cùng chia sẻ luôn. Và giải ba, chúng ta có 3 giải ba, mỗi giải là một bộ đồ sống ngon trị giá là 500.000 đồng. Sau đấy chúng ta sẽ cùng đến với phần bốc thăm cho giải nhì. Giải nhì có 2 giải nhì và mỗi giải là một cái cháy cây nhiều cây lý. Giải nhất chúng ta có một giải nhất vô thú vị là một điện thoại Oppo F1S. Và bây giờ đầu tiên là trong phần Lộc Xuân 2017 bốc thăm may mắn này, chúng ta chờ xem ai cho dùng vị là người may mắn đầu tiên. Chúng ta sẽ mời một phần ông thanh giúp chúng tôi cũng có một chút để làm thêm sự hào hứng và cảm ơn rất là nhiều. Và thưa quý vị, thấy thì bây giờ cùng nhóm của chúng tôi đã hiện diện trên sân khấu rồi. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng đến với phần bốc thăm của giải ba trước, và chúng sẽ cùng chia sẻ giải ba. Chúng tôi có 3 giải ba, mỗi giải là một bộ đồ sân house. Trong này có rất nhiều các phiếu bốc thăm. Bây giờ sẽ cùng xin mời một quý vị bên dưới khách quan nhất, công tâm nhất là người sẽ giúp chúng tôi bốc thăm các giải ba đầu tiên, đúng không ạ? Ai có thể sẽ tay cùng không ạ? Để cho tất cả các bạn chúng ta không muốn được thăm, chúng tôi sẽ cảm ơn bạn và xin bạn sẽ chiến thắng với các bạn rất tuyệt vời. Các bạn nữ xinh đẹp chính là người đầu tiên giúp chúng ta tìm ra những quý vị may mắn có mặt trong khán phòng. Cảm ơn em rất nhiều. Chào đón em lên sân khấu ngày hôm nay. Chúc em có một buổi sáng rất vui vẻ của buổi chương trình. Em chưa biết là em tuân tay phải hay là em tuân tay trái ạ? Tay phải thì em sẽ ra đây nhìn em nha. Bây giờ nhiệm vụ của em giúp anh lúc này là em đang đảo thật đều hòn phiếu lên rồi bốc cho anh lần lượt từng phiếu một. Những cái danh tùng đặt thông tin của lá phiếu đó, quý vị đó không mặt lại đây, chúng ta sẽ hủy lá phiếu và dành đến câu cho người khác. Quý vị đồng ý không ạ? Đồng ý nhá, đồng ý rất nhiều. Và bây giờ là việc của em trước đây, em sẽ đảo hòm phiếu lên. Tuy nhiên, em sẽ không nhìn vào hòm phiếu, em sẽ ngắm một anh nào đó đẹp trai bên dưới. Rồi, em bắt chuyện phiếu đầu tiên nào. Em nhé, ai sẽ là người may mắn đầu tiên đây? Một con người sẵn lo trị giá 500.000 đồng đầu tiên đã được vượt vị, có mã số là 145. Đầu tiên, một bộ đôi sẽ lao trị giá 500.000 đồng đã thuộc về chủ nhân của dãy số từ sau 145. Vậy ai trong quý vị đã sở hữu số 145 ạ? Hãy cho tôi cảm biết. Và các bạn đang ở đây đã, chúng ta bốc tận 2 lần nữa mà. Xin hỏi là ai là chủ nhân của dãy số 145 ạ? Dãy cùng chúng ta thôi, xin mời bạn sẽ sở hữu chủ nhân giải thưởng luôn. Phiếu nữa lại quay cái đều lên. Mình quá đã được nhận tiền chúng ta. Bây giờ sẽ là dãy số 263. 263. Và bây giờ chúng ta sẽ mời các chức sĩ giúp chúng tôi phần này để chúng ta xác nhận tình yêu là chính xác hay không. Họ sẽ cùng sẽ chịu trách nhiệm là quản lý thật tốt cái việc là đọc đúng con số. Vâng thưa quý vị, trong buổi tiệc của phòng ban ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có 3 hạng mục bốc thăm. Và hạng mục đầu tiên bạn quý vị để ý ạ, hạng mục đầu tiên là hạng mục thùng phiếu màu đỏ, đúng không? Và hạng mục thứ hai là hạng mục thùng phiếu màu xanh, và hạng mục cuối cùng là hạng mục thùng phiếu màu vàng. Nên rằng tất là tất cả những các phiếu ạ, nó sẽ phải có màu thích hợp thì quý vị sẽ nhận được phần quà thế này ạ. Như vậy là chúng ta sẽ có 3 lần bốc thăm trúng thưởng. Và bây giờ chúng ta đã đến lần đầu tiên, có nghĩa là lúc mà quý vị sẽ cùng so sánh con số sẽ cùng đọc với những lá phiếu màu đỏ chứ không phải màu xanh như thế này. Không sao đấy, em đã có cơ hội đến với giải thưởng tiếp theo mà. Anh cứ giữ biết đâu được 0145 ngày hôm nay em thì may mắn hay sao. Chúng ta sẽ cùng dành cho bạn một tràng pháo tay. Bạn rất là tuyệt vời và đã lên đây cười rất là tươi, và bây giờ chúng ta cười tươi hơn để quay về chỗ. Cảm ơn em rất là nhiều. Em là số của mình nhất. Rồi, cảm ơn em. Như vậy sẽ cùng xin phép là lá phiếu màu đỏ cơ. 145 lá phiếu màu đỏ, quý vị đâu ạ? Có quý vị nào mà đang sở hữu lá phiếu màu đỏ có con số là 145 không ạ? Sẽ cùng xin đến nhá. Quý vị thấy rõ chưa? Chúng ta có 3 loại lá phiếu, và bây giờ là đang đến với phần bốc thăm giải thưởng dành đến cho những lá phiếu màu đỏ. Nên là chúng ta sẽ sở hữu lá phiếu màu đỏ ra để kiểm tra kết quả dãy số.
Thế tôi phải nói là bạn chưa bao giờ thì cùng hóa ra sư mê lại tham gia một chương trình mà công ty lại dành nhiều sự cảm ơn như vậy đến với những khách hàng của mình, giống như là đây các bạn bạn ngày hôm nay. Cuối cùng chúng ta đã tìm ra chủ nhân của chiếc bộ đồ xe hầu đầu tiên, 1, 4, 5. Chị yên tâm mặc kiểu gì cũng đều. Đặc biệt là ví dụ như bạn nữ giúp anh Tùng thì bạn không thể làm gì mà cho một phiếu được cả. Đây là phiếu tiếp theo là ai? Là phiếu này thuộc về con số 200. 200. Ôi dồi ôi, quan chỉ nhau mà mãi chứ. Xin chúc mừng anh. Cuối cùng thì chúng ta đã tìm ra được chủ nhân của một đôi sân hồng. Tiếp theo, xin mời anh sẽ xin chào bạn. Đây là con số 200. Em xin chào bạn. Đồ ngồi này về tất cả chị ở nhà đúng không ạ? Là chị ở nhà tha hồ đốt trợ cả năm. Anh cảm ơn anh cho em xin là phiếu của anh để quý vị có thể thấy được. Và đây là con số may mắn của chúng ta, 200, rất chính xác. Em chúc mừng anh. Anh xin hợp để chúng ta tìm ra một quý vị nữa rồi thì khán giả. Rồi cảm ơn bạn, bạn sẽ tiếp tục giúp chúng tôi bốc thêm một đám phiếu nữa. Em thấy là các chị thấy được quà là một đồ sân hâu là máu quá đúng không? Đúng sở thích các chị luôn. Giống mẹ em ở nhà lúc nào cũng tìm mua đồ. Lần này là con số 186 ạ. 186 phiếu bỏ ạ. 186. Vâng, là một cái lì nữa, một lì nữa. Và xin mời anh sẽ sử dấu để về với phần trao giải 186. Anh cảm ơn em rất là nhiều vì đã giúp đỡ chương trình ngày hôm nay. Chúc em và các bạn luôn dồi dào sức khỏe. Với em đã bắt xinh đẹp như thế này. Rất tuyệt vời, với như vậy là chúng ta đã tìm ra ban chủ nhân của giải 3 cho phần bốc thăm Lộc Xuân 2017. Đây là phần bốc thăm đầu tiên. Chờ đón em đi xin cấu. Lấy số may mắn của em là 186 đúng không? Cảm ơn em rất là nhiều. Hoàn toàn chính xác thưa quý vị. 186 may mắn tiếp theo. Vâng, và ngay sau đây thì chúng tôi xin được trân trọng kính mời lên sân khấu và Trần Kim Thanh, trưởng phòng kế hoạch vật tư món quà giải ba đến với ban quý vị may mắn đầu tiên. Xin mời ạ. Và quý vị đây là những món quà của Trần Kim hoặc là sẽ lưu lại những khoảnh khắc đầu tiên. Con số của chúng ta là 096. Là phiếu đỏ quý vị nhá. 096. Đầu tiên này là số may mắn tiếp theo là 093. 093. 093 đâu á? Xin chúc mừng cô, xin mời cô sẽ lên sân khấu. Chúng ta tiếp tục tìm ra được một chủ nhân nữa của chiếc máy ép trái cây thương hiệu Philips của lần bốc thăm đầu tiên mỗi giải một chiếc máy ép hoa quả Philips để giúp chúng ta nâng cao sức khỏe với rất nhiều những hoa quả ngon của Việt Nam. Một tràng tay thật lớn để chúc mừng. May mắn tiếp theo sẽ cho quý vị thấy với dạng gì sức của anh lúc này như thế nào này. Anh có điện thoại chưa này? Có điện thoại rồi mà anh nhận giải thưởng này về thì anh có dùng không này? Không dùng anh cho em. Và con số may mắn tiếp theo đó là 109 ạ. 109 anh chị nào đang sở hữu đấy ạ? Tôi xin hỏi chị. À vâng, em mời chị. 109 chính là chủ nhân thứ hai. Em mời chị xin cầu của chị. Bạn sẽ là công suất lên của một nào phiếu được 15 giải cơ, nên chúng ta phải thật nhanh. Xem là ai may mắn nào. 0228, con số 228 đấy ạ. Mình bạn chúng hai giải luôn. Sướng quá gì nữa. Em bạn bạn lấy lại cái lên số tinh cầu. Còn đây là 109 nhá. Con số mới được mới đọc phía trước. Xin chúc mừng chị. Bạn chị sẽ ở đây để chờ thêm một chút nhá. Bây giờ là phiếu tiếp theo 664 ạ. 664 là phiếu vàng quý vị ạ.
anh quên. À, đúng rồi ạ. Đó chính là con số 228 rất chính xác. Vinh Vinh, hai phần quà đúng không ạ? Xin hỏi là sau số 4 đó. Sau số 4 đó. Vâng, em mời chị diễn sân khấu luôn. Chúc mừng chị. Bây giờ là 757 ạ. 757 ạ. 757 ạ. Có ai của quý vị nào đang sở hữu chiếc số không ạ? Xin chúc mừng. Xin chúc mừng chị. 557, anh sẽ làm việc với chị nào? Hoàn toàn chính xác. Anh cứu giúp 757, hoàn toàn chính xác, đây chính là 757. Rồi, còn của bạn thì sao? 664, rất đúng. Chúng ta sẽ không tiếp ạ, như vậy có cốt được 2, 3, 4, 5 dạng rồi. Còn tất 10 dạng nữa. Ok, cảm ơn bạn. 753 lại là chị luôn. Ồ, khách hàng của chúng ta ngày hôm nay là chúng ta đến chung. Hết giải đơn là đến giải kết. Vâng, xin chúc mừng chị ạ. 753 hoàn toàn chính xác quý vị. Chúng ta sẽ đổi lại phiếu tiếp theo. Như vậy là còn 9 lá phiếu nữa. 625 ạ. Đừng quay lại, để xem cùng quay lại họ phía trước. 625 ạ, quay lại. Đây là ơi, xin mời bạn lên sân khấu của chúng tôi. 625. Có lẽ ban tổ chức sẽ giúp người lên du lịch cùng đến tổng số phiếu xem đã đủ 15 hay chưa nhá. 625 ạ. Vâng, xin mời anh, chúc mừng anh. 625 hoàn toàn chính xác. Đó là 625. Xin cảm ơn anh. À, bạn sẽ không biết tiếp. Nhưng mà còn áo mà kiếm được. 678 ạ. 1. Phải chạy chứ. 2. Vẫn chưa chạy. 2 dưới. Vẫn không chạy. Chúc mừng em. À, chúc mừng em. 678 hoàn toàn chính xác. Như vậy là còn 7 lá phiếu nữa. Đây là lá phiếu tiếp theo. 205 ạ. 205. Chúc mừng em. Ui, chị ấy cũng tỏa sáng. Ui, em đi thiệt sản thế nào. Đây sự hướng bộ dành cho sự may mắn của em. Hoàn toàn chính xác. 205. Cảm ơn em. Chúng ta sẽ đến với lá phiếu tiếp theo, có thể là còn 6 lá phiếu với cả lá phiếu này vâng. 606 ạ. 606 là ai cho quý vị đây ạ? Là ai ạ? Vâng, dành đến cho một quý vị nữ nữa đang ở phía dưới 606. Có đúng chị? Ôi đấy, em thấy chị thấy chú giải mà mừng quá. Đấy đôi, mừng quá mà mừng quá khích chú đi rồi kìa. Đó chân ạ. Ta hớt chị ở dưới đây, em chưa thấy được giải không? Và đây ngồi đây mời chị đây ạ. Em mà được giải, đau chân mấy em cũng cố lên. Chúc mừng chị. Đây là phiếu của chị đây ạ, 606 rất chính xác. Vâng, em xin gửi lại chị. Đặc biệt chị đợi một chút ạ. À, bây giờ là có 5 lá phiếu. 10 phiếu rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5 phiếu nữa, vâng, chị rất là nhiều. 623. 623 đâu ạ? Quý vị nào đang sở hữu số 353 thì hãy giúp tay cùng cho em biết quý vị nào đang mặt ở đây nhé. Chúng ta hãy đến trao giải. 158. 158 rất chính xác. Quý vị nhưng quý vị thấy thì món quà của chúng tôi dành đến cho 15 quý vị giành giải khuyến khích. Món giải là một máy làm sữa chua Kakuno. Cũng là một trong những vật gia dụng rất là hữu ích và điều quan tâm của tất cả chúng ta đó chính là hướng tới sức khỏe. Làm sao để chúng ta có được một sức khỏe thật tốt, và đặc biệt là trong những dịp đầu xuân thế này, nếu như mà chúng ta có một sức khỏe tốt về cả tinh thần, về cả chất lượng thì chúng ta sẽ đón xuân một cách trọn vẹn với nhiều niềm vui nhất. Hy vọng rằng là những món quà này sẽ là những lời cảm ơn của chúng tôi gửi tặng quý vị để giúp quý vị có được thật nhiều may mắn trong dịp đầu xuân mới. Một lần nữa chúc mừng tất cả những anh chị đã đến với 15 giải khuyến khích của chúng tôi. Và chúng ta sẽ dành cho các anh chị một trăm bàn tay nữa để chia sẻ sự may mắn này với họ. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Một lần nữa chúc mừng tất cả các anh chị ạ. Xin trân trọng cảm ơn Thành Trung. Quý vị thấy đúng không ạ? Các anh chị lên sân khấu nhận quà những hồi xuân. Chúc mừng tất cả các anh chị. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng
cuối chứ đi không? May đấy, chị không chúng ta giải, chị khỏi bê luôn. Một chuyến du lịch đi Hàn Quốc dành cho hai người tận 5 ngày và 4 đêm tận nguyện như vậy rất là xả đáng để chúng ta vui chơi tại đất nước Hàn Quốc, một đất nước với sự phát triển rất là mạnh của nghệ thuật, với rất nhiều những thần tượng mà chúng ta yêu quý. Bây giờ thì tôi xin được mời quý vị khác đây bốc cái tuần giải nhất 20 triệu đồng. Quý vị nào nhé? Em xin mời chị, vâng. Để xem lần này chị mang lại may mắn cho ai. Không có thể là mang lại may mắn cho mình. Em chị xin lên đây. Vâng. Rất là tuyệt vời. Chị đi Hàn Quốc nhiều chưa? Chị đi rồi, chúng tôi cũng rất là mong muốn mang lại để cho quý vị khác, đúng không? Và hy vọng là bây giờ sẽ là lúc mà chúng ta sẽ cùng nói lời chúc mừng với một quý vị nào đó đang ở đây. Chị đảm đều giúp em. Thôi. Dạ. Rồi để chị nhắm em đi, chị nhắm em. Rồi. Chị bốc, chị mua em mua là phiếu này. Bốc không tìm khó. Rồi, cảm ơn chị. Chị nhìn em thua miên em luôn. Lần này, may mắn, giải nhất đã thuộc về chủ nhân của dãy số. Chị lắc đầu ơi. Dãy số không nằm trong dãy số của chị. Dãy số 0, 5, 8. Đâu ạ? Ui, ngồi hộp quá. Cả khán phòng của chúng ta vẫn yên lặng. Ai nhà Hàn Quốc đấy ạ? 058 ạ. Xin chúc mừng ơi. Rất tuyệt vời. Xin cảm ơn chị. Vâng, đúng rồi, chị nói là bây giờ anh đến đây là anh phải chúc mừng chị và mời chị đi cùng. Đây là xuất dành cho hai người mà. Vâng, chị có sẵn vàng rồi, có sẵn quà mình mang đi tiêu luôn. Em cảm ơn chị rất là nhiều. Dạ vâng, hy vọng là em sẽ đón tiếp chị trên sân khấu. Đấy, anh cảm ơn chị rồi. Xin chúc mừng con và gia đình của mình rất đáng yêu. Và quý vị, với giải này thì dây cùng xin được chia sẻ với quý vị là con số của anh rất may mắn. 058 hoàn toàn chính xác. Em và anh sẽ diễn ra phiếu này ạ. Và ngay sau đây thì dây cùng xin được mời lên sân khấu ông Hà Đăng Thành, trưởng phòng kinh doanh sẽ đại diện cho công ty của chúng ta để trao giải nhất là một chuyến đi du lịch Hàn Quốc trị giá 20 triệu đồng. Quý vị nhìn thấy hai bố con đứng giống nhau không? Úi dồi ôi, rất tuyệt vời. Rất là giàu nhau đúng không? Chúng ta mới biết câu là mà Stepa từng là em ơi giải nhất thì mình phải giới thiệu một chút về bản thân mình nhỉ? Dạ vâng, mời em. Thưa quý vị trong khán đài, tôi là chủ quầy thuốc Lan Hương ở địa chỉ xã Châu Giang, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Vâng, tôi cũng giới thiệu là tôi sang Hàn Quốc, nếu lần này nữa thì là lần 6 rồi. Khoan thử với em, 619 á? 619 đâu ạ? Quý vị đã sử dụng số 619 đúng không ạ? Màu xanh có số là 619 đúng không ạ? À rồi, chúc mừng anh đến như thường tính đúng không ạ? Đúng rồi. Đúng rồi, em xin thử 619 đúng không ạ? Vâng. 0048 á? 0048 quý vị nào không ạ? Quý vị đánh giờ là thứ 1 mình ra. À, xin chúc mừng bạn 0048. Vâng, em ơi, xin cố gắng giúp em sẽ tiến làm phiếu của anh. Rất chính xác quý vị, em thấy anh lại làm phiếu này. Anh sẽ làm phiếu của mình nhé. Vâng, em ơi, xin em làm phiếu của chị xem nào. 0048, rất chính xác. Như vậy còn lại một quý vị nữa chơi, chị giúp em là cầm làm phiếu này của mình ạ. Cầm làm phiếu, dạ, chị cầm giúp em làm phiếu này. Bây giờ là quý vị cuối cùng đến với giải thưởng của chương trình này. 1100 số rất đẹp. 1100 ạ. Chúc mừng anh. Như vậy là chúng ta đã tìm ra được tất cả chủ nhân của giải thưởng của chương trình này. Cảm ơn anh rất là nhiều. Hôm nay sẽ cấu 1100. Tại sao anh sử dụng số đẹp thế nhỉ? 1100 hoàn toàn đồng hành và có những mối quan hệ bên chân nữa. 1026 ạ. 1026 ạ. Tôi nhầm ạ. Chúc mừng em. Một chuyến du lịch Singapore dành cho hai người 5 ngày 4 đêm sẽ thuộc về ai? Chúng ta sẽ tiếp tục chờ đợi. Và càng có những giải cao có giá trị như này sẽ thuộc về càng cần phải nhớ một sự giúp đỡ của một ai đó trong số quý vị đang ở đây. Lần này là ai sẽ làm giải thưởng đây?
may mắn từ đầu đến giờ rồi. Bây giờ xem bạn sẽ mang lại may mắn cho ai nữa? Các bạn rất là nhiều. Bây giờ thì bạn sẽ giúp được một nào đều hóng phiếu này lên. Vâng, bạn sẽ không giúp được một lá phiếu đông nhiên trong bất kỳ vị trí nào. Các bạn rất nhiều. Con số may mắn lần này là 5 0 1. Singapore giành lấy chung chung nhất dây số 5 0 1. Xin chúc mừng chị. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Một thứ tuyệt vời, xin chúc mừng chị ạ. Và em sẽ cùng quý vị có thể biết được con số may mắn của chị, đó là 5 0 1. À, chị hãy giới thiệu với mình ạ. Và hiện nay thì chị đang làm việc ở đâu? Một địa chỉ khá là gần, đúng không? Em mang một chiếc xe cộng phiếu này của mình. Và thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng dành một tràng tay để chúc mừng chị Thúy. Và với giải thưởng này sẽ cùng xin mời ông Trần Văn Thơm, trưởng bộ môn tư vấn trường đại học Dược, nguyên chủ tịch kiêm giám đốc của công ty. Xin đại diện công ty để lên sân khấu trao giải thưởng này cho chị Thúy là người may mắn. Một chuyến du lịch Singapore dành cho 2 người 5 ngày 4 đêm thưa quý vị. Một lần nữa xin chúc mừng chị và gia đình của mình đã rất may mắn nhận được giải thưởng ý nghĩa này. Bây giờ là lúc mà chúng ta sẽ thân tập trung. Bây giờ thì có lẽ là xin mời bộ phận âm nhạc là đặc biệt lúc này là cho giúp cho cùng nhạc. Bởi vì rất là hồi hộp. Em tên gì nào? Em tên Dung. Dung ơi, Dung giúp anh là Dung giơ cái tay phải của mình lên. Rồi, Dung đang đeo rất là nhiều nhẫn nhưng mà chưa có cái nhẫn nào để nói với chồng, đúng không? Em chưa có chồng. Em sẽ cho bàn tay phải của mình vào trong phòng phiếu giúp anh. Làm thân gì anh yêu cầu nhé. Dung đảo cho anh là tròn. Rồi, đảo cho anh từ trong ra ngoài. Từ ngoài vào trong. Từ trái sang phải. Từ phải sang trái. Từ dưới lên trên. Từ trên xuống dưới. Đủ phương tư vị. À, góc này sang góc kia. Từ góc kia sang góc này. Rồi, bây giờ anh ngô nhé. Đảo. Khi nào anh đứng bốc, cái là đứng bốc luôn nhé. Đứng bốc luôn nhé. Lá phiếu màu vàng nhá. Rồi, đây là một dãy số gồm có 3 chữ số. Dãy số này được bắt đầu bằng con số 4. Vậy quý vị nào đang sở hữu dãy số là con số 4, chúng ta tiếp tục chờ đợi này. Số tiếp theo là số 9. Thank you.
Em là Nga đến từ Thái Nguyên. Và tuổi Hoàng Phúc em tên là gì nhỉ? Em là Quý Nga. À, tuổi Hoàng Phúc Quý Nga. Lần này thì em đã cực kỳ may mắn, xin chúc mừng em và cả tốt của mình. Vâng, ngay sau đây chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Trường Giang, tổng giám đốc kiêm chủ tịch quản trị công ty sẽ trao biểu trưng. Đó chính là một chiếc chìa khóa xe máy Vespa trị giá 70 triệu đồng dành đến cho bạn Nga. Một trận tay để chúc mừng cho quý vị may mắn nhất trong chương trình ngày hôm nay. Xin chúc mừng bạn. Và chúng tôi xin trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Trường Giang và rất nhiều. À, thưa quý vị, những người đã chưa đến giờ này thì xin cùng với quý vị đã trải qua rất nhiều những cung bậc cảm xúc khác nhau. Vui có, hồi hộp có, hơi lo lắng cũng có. Nhưng điều quan trọng nhất là chúng ta thấy được sự ấm cúng và vô cùng thân thiết gần gũi với những chiếc khách hàng ngày hôm nay của công ty VK3. Chúng tôi hy vọng là trong thời gian tới đây chúng ta sẽ còn nhiều hơn những sự hợp tác bền chặt để cùng hướng tới những thành công rực rỡ hơn nữa, và đặc biệt là đưa những sản phẩm thuốc có chất lượng đến với người tiêu dùng Việt Nam. Cảm ơn quý vị rất nhiều và kính chúc quý vị và gia đình của mình một năm mới an khang thịnh vượng, nhiều tài năng lộc. Xin chào và hẹn gặp lại trong thời gian tới.